đó, 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 hai con, hai con. Trời ơi, sao? Bỗng. Rồi anh em mình chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Anh em mình đang đi bắt chuột nha cả nhà. Anh em mình lại tới cây bọng mắm huyền thoại vậy nè. Cả nhà, bọng này hổm anh em mình bắt hai lần được ba con nè. Không biết này có không cả nhà. Đây đưa. Hình như quất á. Hả? Mình ăn chơi 2 giờ luôn hả? 2 giờ được không nha? Được chưa? Rồi ạ. Được chưa? Đó. Đó, 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 chú ơi. Trời ơi, một con bự. Chú ơi, chú ơi. Đủ nữa, buông cho anh cái đi, nó chạy ra anh ra. Ai ôi, hai con nghe cả nhà, ra con bự, con lứa. Ém cho này lại đi, nín luôn rồi đó, nín đi như hãm rồi đó. Con kia đừng cho chạy ngược lên nghe. Còn con nữa đâu, mất hụt cái cây rồi. Một cây rồi. Chọc cái dạng mới được. Từ 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 anh bắt con nó đi. Rồi phe cái này. Còn con nữa nha cả nhà. Ôi chuột này bự. Đó, đã quá nha. Không ngồi nè. Còn con nữa nó mới chẳng hết á. Chuyện nó chạy ra. Bắt con nó đi. Ê mình chặt cái cây khác cả nhà. Chặt cây khác nào mình chọc mới được hụt rồi. Quất ra mình nha cả nhà. Nó đi xào mới rồi tới. Ra đi gần đi bắt cua hay gì á. Chưa đâu mà. Thì mày qua giật trên đi quá, qua giật trên đi. Dạ. Đó đó đó. Yeah. Cùng anh bạn tới cây thấy cây không đó. Rồi hai con đúng là bụng mắm huyền thoại thiệt. Hai em con nó chuột lứa để anh em đi kiếm bọng tiếp này. Có bọng nè con ba, đây có bọng nè. Ủa cây này dám dám bao có thằng em dám gì hả? Có ghép mà bên đây có bọng, bên có bọng không đó. Bên có lỗ không? Chọt cái trên chọt xuống á. Vậy đưa cái vợ cái tôi. Từ 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 để coi bọng này cái. Hả? Chọt trên đây nè. Chọt mấy anh đó anh chọt xuống đưa cái vợ cái tôi. Đưa cái vợ nhỏ á. Đưa cái tôi vậy. Có vợ đâu? Ở bên có bọng không? Bên đây cũng lỗ chả. Nè bên luôn, bên đây hai cái luôn. Chậm quá. Chậm quá đây nè. Yến cái bụng. Đó đó hả? Ừ, tới đây hả? Vậy không được rồi. Hử? Không được cái gì? Hả? Không được. Cái bọng kia đâu? Bên dưới này nè. Dưới này thì kéo xuống chút. Không biết có rồi đó. Được chưa? Rồi vậy đó. Nó vậy được rồi đó. Rồi. Thì thấy bọng ngon quá chọt chứ biết có không đâu nói.
thấy không? Không thấy leo cái mắm. Ừ, ba khía hai ba con. Hả? Ba khía đóng đâu. Ba khía ở không có phải. Đâu dưới luôn coi, ba khía chạy dưới chạy lên kìa. Chưa còn dưới nữa. Hết rồi. Hử? Lên đây đổ ra ngoài cạn rồi, cùng ơi. Hả? Cùng. Đó, ba khía già bá luôn. Ba khía đó coi nha. Chạy. Không có, đi đi qua bồng quất, quất thấy bồng bệnh. Đâu quất? Dạ. Bà khía. Bà khía ở, chứ chuột không có. Ủa, bùng thứ à? Hết cái bụng luôn à? Cái cua gì, nó khía mà. Một bồng ngon á. Cua. Thì nó có lỗ phải không? Có lỗ. Có lỗ. Hả? Có rác, rác có gác nè. Có gác á. Mày leo lên đó bệnh cho nó để ba mày với này chọc lên. Đâu chọc bự đâu. Dưới rồi. Đó, rút à. Ô, hai cuộn. Từ từ chọn nó đây. Từ từ dưới chọn lại đi, từ từ đi. Hai con nha cả nhà. Hết rồi. Còn vô vàng tươi luôn. Đây. Nè. Hai chục bự dưới lứa vậy, chục vàng lứa. Trời ơi, đã thì chứ. Còn lý ngàn. Hai con bự chứ lứa gì. Hai em nữa ở nhà có lý rồi nè, giờ cắm giờ này quá ngon à. Nước đang lớn nhiều nữa nha, nước đang lớn. Ờ đúng rồi đó, cái này nè. Cái bữa mày leo lên là bệnh mất. Cái này bữa này mất ba con rồi đó nha. Mày phải trèo lên bệnh y như hãm nữa rồi đó. Hôm nay nó là hôm đó là em mất cái bọn này ba con á, mà không biết này có không. Lần nào cũng bị trốn mà trời chưa ra. Chặt cái chặt cái này đến ba, chặt qua trống rồi ba. Nó thấy đường chó mặt trời quá. Quất đàn leo lên nhé. Cây dài mới được nha anh ba. Chứ rồi anh chọc cái ổ này cây dài á. Đó. Ủa, hai con. Ôi ôi sao không? Bọng đã thiệt chứ. Mới đưa vô cái tuôn là hai con á nha. Hai gì đâu. Từ từ chọt cái ấy. Hết rồi, đụng cạch cạch. Hai con đó nha. Một con. Cảm ơn ba. Hai con này cũng lứa lứa chứ không được bự hung phải không? Một lứa. Đâu phải đây. Hai con đó nha, cũng giọng mà. Hai em đã chứ bọng thậm chí rồi là quất lên bệnh cái gió luôn ba con luôn mà chuyến này hai con. Để anh em đi kiếm tiếp nè, nước rồng rồi, nước đang rồng nha. Đây có bừng nhóc nè, đây nó coi thứ đây. Ủa cái này ngon quá anh ba ơi. Có rác nè. Chọn trên đó phải không? Ừ đúng rồi đó. Bệnh đây nè. Đây anh ba chọn cái này đi hay là cái đó anh ba? Nghe đang ngon không à? Chạy chọn đại nó thì sao? Có không có mắm không? Ủa cái mắm bên quá trời ngon luôn cả. Nãy mới thấy có lỗ. Hồi mày lên trên mày chọn xuống.
bình lỗ dưới. Ủa, cái mắm nó cây mắm đó chặt, chặt, chặt lá lên ba nè nè. Quá trớn. Ừ, bệnh con bên kia có lỗ không nha? Ừ. Lỗ một. Anh ba chọc luôn anh ba, đứng dưới chọc luôn anh ba. Cái đầu. Bệnh đi. Bệnh lỗ này lại luôn. Ừ, bệnh bệnh. Ở trên chọc xuống á. À, chọc lên rồi. Bệnh lỗ này. Ba từ. Ở dưới có lỗ không? Không. Rồi đưa cho quát chọc đi. Ừ. À, tay bệnh nó trên đi. Đó 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 đó. Chụp bự, chụp bự. Con còn còn quá. Ờ, con. Ồ, chụp bự thế nha. To to to. Hả? Hết rồi. Còn cái này. Con con con. Đã được chân chụp cho bá luôn. Dạ. Chụp cái. Chụp cái. Ai ốt mà. Nè nè. Bọc lên ba. Đơn giản. Bỏ qua qua cái bỏ cái nắm này luôn đi. À, lại cây kia đi. Hay là cây kia ba. Đây đó có lỗ. Nè nè. Con này ghê thế nè. Không biết con gì luôn. Nè nè. Ủa con này con yêu hay gì anh ba, cái đầu đen thui à. Con yêu hay gì cái đầu đen thui mà lỗ còn quăng quăng nè. Hả? Nè nè. Ủa thấy ghê quá. Hả? Nhỏ bằng ngón tay à. Ủa, cái ghê quá nè, con yêu quá. Kể nè, lậu kìa. Ồ, nó cho đi đi. Còn nó ớn lắm nè. Con yêu nó đập ra nè. Ớn hết. Bọng, bọng nó không chứ rồi, mình với đại ca bắt được con đó. Nhớ không? Bữa đi có đại ca á. Chọc coi. Đây quá coi. Đây có bọng nè. Thì lại chọc cái này đi lại đắng. Hả? Bọng này đợt mình lên lên đây với đại vô với đại ca là bắt cái con này rồi lên luôn nè. Giờ chọc đường nào? Hả? Trên nữa kìa. Ngách trên đây nè. Đó. Đó lỗ đó mà. Ừ. Thì bữa hôm quát leo lên đứng trên đây nè. Ở đây chọc lên đúng không? Ừ. Ngách lá không? Nó đứng nặng mà. Đó. Bệnh lỗ này nè. Có lỗ trên hôn nữa kìa. Không, bệnh lỗ đi. Ở trên đó em có lên nữa. Lên cũng đâu làm được cây mục mà. Bẻ luôn. Chảy à. Kì. Không vô được. Kì. Thì lên 5 phút lên đây nè. Bẻ xuống mẹ đi. Bẻ xuống mẹ à. Bẻ luôn. Mày show cho ba mày đã đi. Lên không, lên không. Đưa xuống là bụm lỗ lại đây nha. Bụm sao đưa bụm. Két nào nữa nè. Thôi coi. Có lỗ nè. Hả? Bùng quá không? Giọt gì đó. Lỗ lại, bình lỗ lại đi. Quay lấy lại, bình lỗ lại đi. Giờ có bình được nè. Chưa. Đó, 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 dạ con không tính. Cho xuống, cho xuống, xuống rồi. Ôi bự. Xuống rồi. Bỏ chặt nữa đi. Anh đè đừng con, ngán cãi vậy. Rồi. Nó lấy chuột mạng này, chuột lứa. Chuột nó chuột lứa. Con này không được, không được không nha. Làm phút chơi. Anh bà cầm con chuột lứa nữa kìa. Hai con nghe cả nhà, nay bắt bọng hai con, hai con có một bọng một mà một con đã đi chứ, đi qua bọng quất đây. Bọng chắc bờ đó có đâu, bọng ấy đâu quất nước càng dữ rồi cả nhà, lâu cặp bằng luôn nè. Dưới cháo mình chọt một bọng này nữa lên đó nè, dưới cháo vừa tới mấy bọng đóng gà rồi cả nhà, đóng gà rồi, có vuông thơm thôi. Mình cho mình chặt một thằng nó lên đi. Ủa trên này có ghét nè.
Có ra đầu dưới nè, bệnh đầu dưới nè, cái giật bự luôn. Giờ nó em chịch luôn. Bệnh mấy này hả? Anh ba bệnh ở đây nè anh ba. Nè giật bự nè. Anh ơi em cho cái. Bạn. Anh cho đi. Nó bệnh đi. Cứ im nha. Lôi rác ra không? Khỏi khỏi. Không có. Ra cái chợ không có người luôn. À, đây luôn. Về thôi. Giờ ăn bánh chanh. Nhiều hơn ba cảm ơn ba. Đó, được một phòng. Được 9 con này cả nhà. Anh em mình đi bắt được 9 con. Anh em mình kia nước dừa nó cả nhà. Anh em mình lên thấy bà. Ôi, nước cạn lội lè quá trời. 9 con phải không anh ba? Rồi đây coi, nặng không? Tiếng mấy không? Này nè, 9 con. Này để anh em mình bằng khịa nước dừa nó nghe nè. Này nè, tiếng mấy á, ha. Anh em về tới ao rồi nha. Giờ tới về anh em tắm rửa coi, bằng chuột. Đây coi nha, chuột mình bằng xong. 9 con rồi nè, giờ để bà xã mình khịa nước dừa. Xăng chút cho mình cho nước dừa vô nghe nè. Thế dừa. Thôi, cái dao nó dao nè. Hết trái này nhiều lắm à. Biết nào cả. Thì dừa thôi, gáy cái này trái này gáo gáo lớn mà. Cái dừa gáo bự hết biết không? Cho nó cạn nước cho nó vàng nha cả nhà. Để cho nó cạn nước là nó vàng. Cạn nước cả nhà. Vàng nè. Chút xíu nữa. Chút xíu nó khô nước là vàng tươi luôn. Chính là cả nhà. Cho gà dĩa nữa là xong. Chuột khi nước dừa của anh em mình chín đây nha, vàng tươi. Còn quát nó mấy công chuyện nó chưa xuống cả nhà. Người ta là trước rồi đây. Còn già mình có đem mang mấy cái đào. Đói với cà chua nữa cả nhà. Đào với cà chua chứ không có gì. Mà cái nhà nghe. Gấp đang gấp cho cái đùi nè. Gấp anh ba. Gấp gấp cái đùi đi. Làm cái đùi chứ nó ngon chứ dặn tươi hấp dẫn quá đủ quá rồi ừ rồi anh ba gấp đi ba tôi có lấy gan luôn á nó có gan á à làm đi chơi nguyên luôn dễ chi
Để cho bố ra. Ừ. Ra dạ, thì chuột gan ngon. Con lấy luôn mà. Vô coi, thấm nha. Mời cả nhà nghe. Tức là thấm chưa? Rồi mình mời cả nhà nha. Vô nửa ly cái làm miếng chuột khiển nước dừa cả nhà. Con ra nha. Làm đùi nữa cả nhà. Đùi này đùi chuột lứa. Giờ mà ra làm này đi. Đây nè, vẫn tươi. Thấy chứ. Mềm. Rồi mình mời cả nhà nha. Dạ, dặn quá. Thấm. Ha. Thấm ngon. Một trái dừa. Chưa rồi á, đâu có hết trái. Cái gáo quá trời bự. Bớt lại. Hai bỏ vô. Chua cả nhà. Cái dừa kia kìa. Bớt quá. Cái thọc mà nó đi thọc gì kia nó không có ai dẫn dầm như kia. Rồi mời cả nhà có chua nha. Chỗ cái bò đó cái dừa đó. Nay cái nhất luôn á. Quật nãy giờ mới xuống tới nè cả nhà. Chậm chạp quá. Công chuyện nè. Nè. Công chuyện cùng lú bú. Ba đi ngoại với ba mày uống 2 ly rồi đó. 2 ly chứ nhiêu. Giờ đi. Yếu nhậu sao chứ. Mời cả nhà. Đâu ba bốn cái rồi đó. Uống được 1 cái nè. Uống lại 3 cái nè. Mới giờ uống lại cho nó được đâu nữa rồi mà đang nhịn. Vì bà xuống chơi nước bà sáng. Gắp đi quá, gắp đi. Ừ, dặn tươi luôn đó mà. Hấp dẫn không? Thịt chưa? Vài bữa, 2-3 bữa nữa. Cái này dở chứ làm dở không? Sao cha? 2-3 bữa nữa có tương ấp vô nữa. Cho nó cái gì chứ? Có tương ấp vô nữa. Nguyên con không vậy? Có tương xuống đít nè. Chặt 2, chặt 2. Đẹp thế, thuốc kìa, trộn dính cái gan luôn. Ừ, làm vô. Nó bị bệnh hơi. Nó còn dính dính luôn không? Cho ăn. Cái gan trước rồi. Ừ. Hết mẹ ơi. Ừ. Đậm đà. Lâu rồi mới ăn lên, ngon đi đâu quá. Kéo cái hồ kia hôm qua rồi. Còn cơm bự 2-3 bữa nữa. Ngon quá cả nhà. Anh ba, vô hôm nay. Chuột khiển nó vừa làm có lý quá cả nhà. Có lý quá. Mời cả nhà nghe. Uống với con đi để cha con đi chung uống mốt mà bọng cao kêu nó leo nó không leo à. Bắt con cha leo à. Mời cả nhà. Bọng cao mà kêu nó không leo bắt con cha leo là mệt lắm à. Cắp đi hấp vô lại vô. Mới nói nãy rồi. Làm đây hợp hai vô. Để bẻ cái dừa kia mà nó không thấy ai về đâu. Cái dừa người ta còn nguyên mà cái bẻ cái quả dừa người ta đi dành. Thôi mà dừa nào cũng ăn chơi. Để dành cũng ăn thôi. Có dừa khô tụi bay ăn chứ không phải tao mình tao ăn. Nhưng mà có dừa khô được ăn chứ. Để tụi má không có dừa khô ăn. Cắn rồi vô coi. Lúc gan ngay. Hay muốn mạnh gì đó cái không có cái dừa khô nào đâu. Để bẻ 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 vô đó. Mới đâu nó ấy ngày mốt ngày bữa ấy ngày mốt ra đi nè. Ngọt ngon gì đâu. Ngồi chạy ủa, cái gì ngồi tôi về tôi mang qua cái gì gì nãy uống cho khỉnh rồi đi mồi mì nhịn ngon quá trớn rồi nó uống khỉnh à. Bữa hàng cháu đi đạp lạc một cái đi kiếm lấy được cha con mình đi rồi mình bởi cái này hai rồi cho mồi đi hai mồi đi cha vô quay quẩy hết rồi rồi uống chuột lên nè rồi mới mà nó dằn nín rồi nè ra nhà chuẩn gì anh dưới vậy. Rồi mình mời cả nhà nha, làm mấy khúc chuột nữa coi. Chạy bữa bắt cơm đồn gì. Kiếm mồi đi cho anh đi. 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 Rồi anh mời cả nhà nha, vô cái lá gan. Nó bùi lắm. Bùi lắm bùi. Ăn gan chuột cho gan chứ có ai gan bạn chuột đâu. Chuột tèo hỉ hỉ đọt cây đánh. Cho làm cái đùi đại vô coi cha. Làm đại phạt bạn. Làm nguyên khúc rồi cha. Bước nguyên khúc rồi chứ không bước đâu mà. Cái đùi chuột đó cả nhà. Ông nhà cũng làm chậm quá. Thì hơi chậm chứ không tăng từ từ. Được quá, vô đi.
làm chủ đại vô, chủ còn nhiều nè. Vô đây đi. Chín con mà mới làm chưa được con mà. Cầm ly rượu thằng Hán uống mà nổi, nhưng thằng Hán uống không nổi cái này. Chính rồi điện gì? Điện. Vô chỗ ấy. Chúng ta làm điện. Làm con gấp lấy ư đó. Ừ, làm đùi đi. Ở nhà làm cái đùi cái đùi này đùi to nè. Này cũng không có bự nhiều quá nha. Chuột lứa lứa với chuột bự cũng không có nhiều. Ớt nằm cũng khá khá nè. Tám mày nãy sắc ba trái. Ngày sườn gạo gạo. Cũng còn gụm. Béo. Cặp bỏ vô. Ông ngoại cái sách đào ra nè, cặp đào. Ông ngoại cái đem đào ra đó. Bữa nào cũng ăn vô, bữa nào cũng có 1 ký. Cặp đại vô. Bữa nào cũng có, bữa nay có là có rồi đó. Còn nó rượu cái người. Rồi bữa nay anh em mình với ông Quốc đi bắt cũng được chín chuột gì thì nước dừa cái rước ông Nhạc mình ra xương xương đó nha. Bây giờ cha con anh em dựng cháu mình cũng xin kết thúc video nha. Chào cả nhà, hẹn cả nhà lại video sau nha. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Nhà như xem và ủng hộ cho dựng cháu mình nha. Làm có liếu cả nhà, hấp dẫn quá.